Đây, trang dashboard của chúng ta hiển thị như thế này là đúng nha các bạn. Nhấn vào hero, ra danh sách hero, dashboard ra 4 hero. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ bài số 13. Bài này thì chúng ta sẽ thêm mới một dashboard. Các bạn hiểu dashboard như là một cái menu vậy. Chúng ta sẽ truy cập vào trang vào màn hình CMD. Ở thư mục chứa project của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gõ câu lệnh Generate Component. Bài này chúng ta sẽ ôn tập lại cách tạo lại Component. Chúng ta paste câu lệnh vào đây và Enter. Máy sẽ send chúng ta 4 file. Ok, như vậy là đã tạo xong. Chúng ta sẽ thay thế code cũ bằng những code mới ở đây. 3 file HTML, TF và CSS. Đầu tiên chính là file dashboard.html. Copy code mới. Paste vào. Lưu lại. Tiếp theo là trang TF. Trang TF này thì chúng ta sẽ import heroes. So, chúng ta sẽ viết lại hàm get hero rồi. Và cuối cùng là CSS size style sheet. Ok, như vậy là đã xong cho hero component. Và hàm dashbar của chúng ta sẽ là trả ra 5 hero trong mảng. Các bạn hiểu như trang chủ là sẽ chỉ ra 5 hero nổi bật thôi, không hiển thị ra tất cả. Chúng ta sẽ tạo ra thêm một trang dashbar để có thể chuyển đi chuyển lại giữa hai trang. Các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn tác dụng của router. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm dashbar vào app-routing.module. Chúng ta cùng truy cập đến file này. Thêm dòng import component. Thêm đường dẫn. Các bạn nhớ là giữa các path sẽ có cách nhau dấu phẩy này. Dấu phẩy ở cuối cũng không sao cả. Các bạn nên thêm vào để đỡ may lần sau các bạn paste được xuống ở dưới ấy, thì đỡ lỗi. Các bạn nhìn thấy là nếu không có phải thì sẽ lỗi ngay này. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một địa chỉ đường dẫn và ở file app routing. Simple. Nên là kiểu như chúng ta chỉ gõ tên của project thì nó sẽ tự động chuyển hướng đến dashboard này. Sẽ biết vào đầu đi. Đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một link dashboard nữa này. Trong app.component.html, app.component.html chúng ta sẽ thêm một link dashbar. Các bạn có thể copy mình link này hoặc là copy cả như thế này. Tôi sẽ copy mình link thôi, chúng ta sẽ paste vào đây. Ô, xin lỗi các bạn, tôi chưa copy được. Copy, paste lại. Vậy là chúng ta đã có router đến dashbar. Chúng ta hãy
cùng kiểm tra project của chúng ta. Đây đã có hai chỗ dashbar và hero, hero dashbar. Hình như có phần là CSS chúng ta chưa thêm vào, để tôi cùng kiểm tra. Đây, phần CSS này chúng ta đã import rồi. Xin lỗi các bạn là chúng ta phải paste vào file dashbar.com.css, tôi lại paste vào hero detail.com.css. Chúng ta sẽ cùng revert lại chỗ CSS này và copy lại CSS và paste vào đúng file dashbar.com.css. Rất nhiều file nên việc nhầm lẫn là điều có thể xảy ra. Chúng ta đã paste lại CSS, chúng ta hãy cùng kiểm tra lại trang dashbar của chúng ta. Đây, trang dashbar của chúng ta hiển thị như thế này là đúng nha các bạn. Hero, ra danh sách hero, dashbar ra 4 hero. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại file TS. File này hiển thị từ 1 đến 5 là chỉ có 4 hero thôi các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, từ 1 đến 5. Xin lỗi các bạn là hàng hết hero này sẽ trả về hero ở vị trí số 1, giữa số 1 và số 5 thì sẽ chỉ trả ra 4 hero, là hero 2, 3, 4, 5 ở trong mảng thôi. Thôi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học học Angular trên trang chủ 13, 14, 15. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.